Dạ, xin chào cô chú anh chị em trở lại kênh Tú Trần Bonsai và Làm Vườn ha. Thì hôm nay mình ép chậu tối đa cây này và quay cả một quy trình xử lý căn bản cho anh chị xem, hạn chế tua hình ảnh nhanh cho anh chị xem chi tiết ha. Thì đây là một cái cây khá là lùng. Cây này mình cũng có quay vô lương chị á, nhưng mà mình tới đây mình sẽ mua một số cây về giao lưu, được thì giao lưu, không thì mình sẽ vô chậu nuôi ghép giao lưu tiếp anh chị ha, và nuôi tới thành phẩm, mình nuôi đa dạng để anh em tới vườn hoặc là giao lưu anh em rộng rãi hơn. Và mình sẽ cố gắng ép vô cái chậu. Đây là hai cái chậu, cái này là lọt lòng 52, cái này là lọt lòng 45 hay gì đó. Mình sẽ xử lý cái chậu này trước để xem cái bộ rễ này mình có ép được không, vì cái chân rễ này nó ra hơi dài nè anh chị, thì không biết có ép nổi cái chậu này không. Thì tổng quan mình quay cho anh chị xem cái cây, thì mình sẽ cắt sâu vô trong đây để sau này nó có một cái cây nó có bộ rễ gọn gàng để nằm trong chậu nó đẹp hơn anh chị ha. Rồi, chạy bông. Thì cái cây này bứng cũng khoảng 10 ngày, trên 10 ngày nha. Những cái sẹo mình làm lại cho nên mình không có thấy nó lên nhựa. Cái đúng nó sẽ có lên nhựa, vậy là anh chị có thể cài trồng được rồi. Do những cái thẹo này mình xử lý lại cho nên nó chưa có kéo nhựa lên. Thì thường cây phôi mình bứng về tầm khoảng 10 ngày là xử lý ok anh chị. Và cái bầu để ráo thì cái cây nó sẽ khỏe hơn ha. Bầu này anh chị thấy quả lý nước nè, ráo ráo thôi, đủ rễ đã kéo nhựa khá là mạnh nè. Trước tiên là mình cạy chất trồng. Thì cạy chất trồng thì anh chị biết ha, cứ cạy cho sạch đất. Có những lần thì mình phun nước để cho sạch, rửa sạch luôn. Thì anh chị cứ cạy thoải mái, cái khâu này nó cũng không quan trọng lắm, cho nên mình tua để cho nó ngắn video là anh chị ha. Anh chị cứ cạy chừa những cái rễ lớn, còn rễ lông nhỏ nhỏ nó có đứt cũng không sao anh chị. Vì cái cây này mình ép chậu rất là sâu, cho nên những cái rễ nhỏ ngoài nó đứt thì nó không thành vấn đề. Anh chị cứ cạy thoải mái ha. Về cái chậu thì phát cho nó thoát nước tốt ha. Phát thêm 3 lỗ nữa. Thì sau khi cạy đất xong, nó lầu được rễ. Rồi, tiến hành mình sẽ cắt cái bộ rễ cho nó gọn lại anh chị ha. Ở đây đứng ngoài đây. Trước khi cắt thì anh chị phải xác định là cái chậu mình bao nhiêu và mình độ cái bộ rễ mình bao nhiêu để lọt cái chậu thì anh chị mới cắt được nha. Và anh chị phải xác định là cái bộ rễ của cái cây mình định cắt là có khả năng thâu được tới đâu. Mình phải xác định những cái rễ nào, cột mốc của những cái rễ mà mình chỉ có thể cắt tới đó thôi, chứ không có cắt sâu hơn nữa được. Thì anh chị sẽ lấy cái mốc đó là cái điểm sâu nhất và đo vô cái chậu để xác định là cái chậu mình sẽ lọt là bao nhiêu. Thì cái cây này mình sẽ ép chậu tối đa, bởi vì mình dự định là ghép, cho nên ép chậu là cái cách tốt nhất để ghép cây anh chị. Vì những cái cây mà anh chị nuôi cái chậu lớn thì anh chị khi ghép nó sẽ cái tình trạng mà dư nước rất là dễ xảy ra, cho nên ép chậu thì khi mà anh chị ghép thì sẽ phủi bỏ hết những cái cành nhánh. Có hai cách ghép, thứ nhất là ghép áp, tức là đóng đầu ghép. Khi mình vô khoảng mười mấy ngày là mình ghép, thì trong lúc đó cái cây mình không có nước, không có lá để mà bốc hơi nước, thì cái chậu lớn nó sẽ rất là dễ dư nước. Và khi mà cái cây không có lá thì anh chị ghép lên, ghép cái bo ghép nó sẽ phát triển chậm hơn cái tược nguyên thủy. Bởi vì khi mà cái cây nguyên thủy nó bung một cái rằng lên thì nó mọc tua tủa rất là nhiều nơi, thì nó sẽ tập trung cái bộ rễ cám để nó cấp nước cho cái bộ lá, thì nó sẽ phát triển rất là mau. Còn khi anh chị ghép thì anh chị sẽ bỏ những cái tược nước đó để tập trung nuôi những cái bo,
thì nó sẽ hút nước rất là chậm và bộ rễ nó sẽ phát triển chậm lại. Cho nên cái ép chậu là cái cách khá an toàn để ghép. Còn nếu anh chị có thể để chậu lớn thì anh chị nuôi 3-4 cây ghép vẫn được. Nhưng ở đây mình hướng dẫn anh chị là ép chậu để nuôi cái cây ghép ban đầu nó khỏe hơn và cái khả năng dư nước mình dễ kiểm soát hơn. Tuy nhiên thì nuôi nếu mà nó mạnh cây thì tưới sẽ cực hơn những cái chậu lớn. Và có một cái số vấn đề xảy ra gần đây mình nhận thấy á, là những cái cây ép chậu quá mức thì khi mà Tết cho thuê thì đa số những anh em chơi ít tưới cây mai thì khi mà lấy về thì nó hụt nước rất là nhiều. Cho nên những cái cây mà xử lý sau Tết có rất là nhiều cây bỏ nhánh anh chị. Cho nên anh chị ép chậu cũng quan tâm về cái vấn đề đó. Khi mà cây thành phẩm thì có thể là nên nới cái chậu hơi lớn xíu để cho nó khi mà về người ta chơi Tết á, người ta có lỡ không tưới trễ vài ngày thì cái cây mình nó cũng còn cái độ ẩm trong đó để nó gượng được. Còn nếu cái chậu quá nhỏ thì nó mất đi độ ẩm luôn thì cái cây mình nó sẽ mất nước, về cứu lại rất là cực anh chị. Cho nên một cái cây thành phẩm ép chậu nuôi khá là công phu nhưng mà lại cái rủi ro nó cao, do đi chưng thì nó cái hoa thì nhiều mà cái chậu thì cái chất trồng ít thì nó sẽ rất là mau khô. Cho nên anh chị quan tâm cái vấn đề đó nha. Còn cắt rễ như thế nào thì mình cũng chia sẻ rất là nhiều trên cái kênh rồi. Thì những cái cây mình bứng lần đầu mình cắt vô chậu thì nó cho phép mình đại phẫu thuật, tức là cắt bộ rễ rất là sâu. Sâu đến mức như thế này, anh chị thấy bộ rễ này mình cắt bỏ có thể nó là hơn 50%, hơn phân nửa anh chị, của cái bầu bứng. Thì anh chị cắt thấy rất là nặng, nhưng mà nó cho phép mình cắt trong cái giai đoạn này. Còn nếu anh chị nuôi dài cơ tược rồi thì anh chị muốn ép chậu rất là nguy hiểm nha. Rất là nhiều anh em điện hỏi mình là anh em nuôi lỡ cái chậu lớn rồi, cắt bộ tàn, nuôi cây mai tàn, rồi bây giờ anh chị cắt xuống cây bonsai thì anh chị muốn ép chậu vô có được hay không? Mình trả lời là được, nhưng mà cái khả năng, cái rủi ro nó rất là cao, do cái bộ rễ mình cắt ở ngoài nó đã ra rễ lông rất là nhiều. Thì bây giờ anh chị cắt bỏ hết lấy lại trong, mà trong khi đó cái cây mình nó đã lấy đủ sức chưa, nó lấy nhựa nó nuôi lên bộ tàn, bây giờ nó chưa có cân đối nhựa thì anh chị lại cắt bộ rễ sâu vô thì cái rủi ro rất là cao. Cho nên cái đại phẫu thuật lần đầu tiên là cái quan trọng để mình làm một cái cây hoàn chỉnh. Khi mà vô cái cây mình phải xác định là mình chơi bonsai hay là chơi cây tàn lỡ hay là cây tàn lớn, để mình để cái bộ đế nó cân đối với cái cây. Nếu mà cây này anh chị chơi bộ tàn rộng thì anh chị cắt như vậy nó sẽ không cân đối với cây, nó cũng không đẹp và nó sẽ yếu cái cây. Cho nên khi mà vô cây thì mình phải xác định ngay từ đầu là mình chơi cái cây đó là cây thu nhỏ hay là cái cây dạng trung. Thì anh chị xử lý cái lần đầu tiên rất là hiệu quả, và chị xử lý lần này là nó cho phép mình làm mà nó lợi sức, khả năng nó cũng phải 90%, tùy theo cây anh chị ha. Nếu mà những cây mạnh thì nó nằm ở đâu đó từ 80-90% khả năng sống. Còn nếu anh chị để bứng 1-2 năm nằm trong chậu, anh chị ép nhỏ thì khả năng sống nó chỉ 50-50 hoặc là dưới 50, hoặc là anh chị nuôi nó vẫn sống nhưng mà nó eo uột, nó không có đạt theo yêu cầu. Đó là cái hiểu biết của mình chia sẻ anh chị ha. Thì cái cây này mình ép chậu như thế này thì anh chị có thể lên là ghép áp luôn. Cái cây này mình dự kiến là lên kéo nhựa là mình sẽ ghép vô để kéo nó luôn anh chị. Cho nên mình cắt rất là sâu. Thì những cái cây mai mình muốn làm cho nó đẹp thì mình phải chịu đau, chịu đau để làm đẹp, chứ không phải là ở đây cắt sát phạt cái cây anh chị ha. Có những cái cây mình cắt nương, và có những cây nếu mà cắt đẹp mình cũng sẵn sàng đánh đổi. Có thể là khả năng nó mạnh 70% hoặc 60%, nhưng mà khi thành công thì cái cây mình rất đẹp. Mình muốn cái cây khi mà thành công không có quá tiếc là phải chi trước kia mình cắt thêm xíu nữa, phải chi mình làm kỹ hơn xíu nữa. Đó là cái hướng, cái phương châm của mình, làm là phải kỹ,
và phải làm hết sức mình anh chị. Cho nên cái video này mình cố gắng quay chi tiết để anh chị theo từng giai đoạn rõ ràng để anh chị làm theo ha. Thì khi cắt cơ bản xong thì anh chị sẽ ướm vô cái chậu để coi nó còn vướng những cái rễ nào. Thì tất nhiên bằng mắt thường thì anh chị không thể nào cắt chính xác được, mà anh chị phải để vô ướm thử coi nó vướng những cái rễ nào rồi anh chị sẽ xử lý tiếp. Cái tổng quan mình đo rồi, nhưng mà tùy theo cây, những cái cây mình đã ép chậu quá sát thì nó tỷ lệ hở của cái đầu rễ và cái thành chậu nó chỉ 1 đến 2 phân một bên thôi anh chị. Cho nên rất là sát ha. Còn nếu anh chị để rộng quá thì nó sát cổ rễ thì nuôi nó hơi khó. Và những cái cây này có thể là anh chị vô trồng xong thì anh chị có thể trùm bọc để tránh cái tình trạng mất nước. Thì cái cách đó nó cũng rất là hay, thì mình khỏi phun nước hàng ngày thì nó khỏe hơn. Tuy nhiên thì cái cách trùm bọc thì mình cũng có chia sẻ anh chị là khi nào trùm bọc, những cái cây mình vô nếu để bình thường thì nó sẽ phát triển tự nhiên, nó hay hơn. Còn anh chị kích trùm bọc thì nó sẽ mau phát triển hơn, thì cái bộ rễ nó sẽ phát triển theo không kịp cái tàn lá, nó lại có những cái bất cập. Tuy nhiên thì tùy trường hợp mình sẽ xử lý khác nhau. Như cái cây này mình cắt quá sâu thì mình trùm bọc để nó đỡ mất nước, thì anh chị sẽ khỏe về cái phun nước, cấp nước mỗi ngày. Và cái cây mình nó sẽ không mất nước thì cái cây nó sẽ mau phát hơn. Thì anh chị sẽ dìu nó cũng đạt theo yêu cầu anh chị, chứ không phải là tùy theo ha. Cũng như những cái cây mình cần trùm bọc ở giai đoạn nào và những cái cây nào đến khi nào trùm bọc. Có những cái cây mình đợi bị một cơi, nó lên một cơi nó đen đọt mình vẫn trùm rước được. Và những cái cây mà mình trồng mà nó lâu ra tược mình cũng trùm để kích nó phụ, cũng tùy anh chị ha. Thì cái trùm bọc nó có những cái hay, nhưng mà có rất nhiều anh em bị cái vấn đề là khi dở bọc ra thì nó héo. Mình sẽ làm cái video, mình có hứa anh em là mình sẽ làm cái video trùm bọc chi tiết để anh em xem. Thì mình tranh thủ vài ngày nữa ổn định công việc, mình sẽ làm cái video đó tiếp để cho anh chị mình xem ha. Để làm một cái cây thành phẩm thì phải tốn rất là nhiều công sức và tâm huyết để làm một cái cây anh chị. Cho nên những ai yêu quý cây thì mới có thể đeo đuổi và nuôi nó thành công được anh chị ha. Còn những cái cây mà mình nuôi cứ trồng rồi để đó, lâu lâu nhớ tưới thì nó sẽ không có phát triển mạnh. Và gần đây thì một số anh em lại coi rất là nhiều kênh, thì về cái phân thuốc là anh em dùng vô tội vạ, vô tình lại tội nghiệp cho những cây mai. Khi mà nó đưa lên chậu thì nó đã chịu đau đớn rất là nhiều, do mình xử lý cắt chỉnh sửa nhiều cái vấn đề. Rồi khi mà lên đó nó đang yếu ớt, nó chờ gượng á, thì anh chị lại đưa phân thuốc vô, cũng như một cái vết thương mà anh chị quét cái thuốc này vô thấy chưa lành thì anh chị thấy không hay, anh chị đổi thuốc khác thì cái vết thương hở này nó sẽ bị đau rát. Cũng mình nghĩ là như con người vậy anh chị, không biết là có đúng hay không ha. Thực vật thì nó cũng có tế bào, nó cũng phát triển, thì mình nghĩ như vậy. Thì anh chị thấy phân thuốc này đưa vô không tốt thì lại đổi phân thuốc khác. Và những anh em có tiền thì lại mua những cái loại phân thuốc tốt, những cái phân thuốc chất lượng, thì lại đưa vào đó, thì những cái vết cắt này nó chịu không có nổi. Thì cái cây mình nó gồng gánh nhiều loại phân thuốc. Gần đây thì anh em gửi hình ảnh mình thấy là bị rất là nhiều hiện tượng lạ trên cái cây mai. Thì mình nghĩ là do cái phân thuốc xài kích thích quá nhiều, cho nên hiện tượng bị xoắn lá, dụm lá rất là nhiều anh chị. Ở đây nó có cái rễ chéo đây, mình sẽ xử lý cái rễ này qua đây để sau này mình nổi đế lên thì nó sẽ đẹp anh chị ha. Xử lý cái rễ này. Thì cái rễ này mình sẽ xử lý cắt cái ngàm chữ V để kéo cái rễ qua. Thì cái cắt ngàm chữ V mình cũng có quay chia sẻ anh chị rất là nhiều ha. Cái ngàm chữ V nó rất là mau
kéo liền sẹo. Cho nên cái kỹ thuật này anh chị có thể làm thoải mái, không ảnh hưởng tới cây. Mình chỉ cần có một cái sứa bén là mình có thể làm được anh chị ha. Cắt hai cái vết cắt chéo với nhau như cái mặt cười cũng như là cái miếng dưa hấu anh chị. Thì anh chị sẽ kéo cái rễ qua và nó sẽ, mình sẽ cố định bằng một cái sợi dây nhôm để cho nó nằm đó, thì tầm khoảng 2 hoặc là 3 tháng thì nó đã liền tương đối là cơ bản anh chị, khá là cứng rồi đó. Nếu là những cái cây phát triển tốt, cho nên cái ngàm rễ chữ V này nó khá là thành công. Và kể trên cái cành nhánh mình cũng đã có làm rồi, nó cũng phát triển liền rất là lẹ trên những cái cây phát triển mạnh anh chị. Tuy nhiên mình chỉ thử nghiệm trên những cái cây thường thôi, còn những cái cây mà nghệ thuật thì mình chưa dám làm. Để bữa nào mình sẽ làm một cái cành trên một cái cây nghệ thuật để chia sẻ anh chị ha. Cái ngàm chữ V mình cố gắng cắt còn ít lớp da thì nó sẽ, anh chị kéo qua nó dễ, còn anh chị sợ nó đứt luôn á, anh chị chừa nhiều thì kéo nó sẽ gãy cái lớp da bên đối diện, thì cái cây mình nó liền cũng không có tốt. Và đôi khi nó mất cái lớp da, cái bìa đó thì nó lại giòn, cho nên chị kéo có thể nó gãy nó sứt luôn. Cho nên cắt chỉ còn khoảng 10% hoặc là 15% bên đối diện thì anh chị sẽ kéo cái rễ qua rất là dễ. Còn chị sợ mà chừa nhiều thì chị kéo nó dễ sứt ra luôn nha. Cho nên cái ngàm rễ này cố gắng mình tìm những cái rễ bỏ ngoài, anh chị tập làm thử trước, rồi khi mà những cái cây thì anh chị làm nó sẽ thông thạo thì nó sẽ dễ làm hơn. Mình làm như thế này thì lâu lâu mình cũng bị trục trặc sứt cái rễ ra luôn anh chị, nhưng mà anh chị cứ áp cái đầu vô, lấy cái tua vít dặn cố định nó lại. Nếu mà cái cây anh chị khỏe thì nó cũng dẫn liền lại bình thường. Cái đó là cũng là một cái hay anh chị, sứt ra luôn anh chị gáp lại nó vẫn dính nha. Tuy nhiên thì phải cố định nó, và cái cây mình nó phải phát triển mạnh thì nó mới có thể dính cứng lại được. Thì hôm nay có thể mình làm cái video này khá là dài anh chị ha, để làm chi tiết cho anh chị xem kỹ, mình không tua. Thì đôi khi những cái cách làm á, mình tua lẹ thì anh em nói anh em không có theo kịp. Cho nên hôm nay mình sẽ làm cái video này khá là dài để quay cho rõ để anh em xem, để mà nắm vững cái kỹ thuật ngàm rễ chữ V nè, rồi cắt ép chậu nè, rồi vô như thế nào, để anh em xem chi tiết làm cho nó chính xác hơn. Còn đôi khi mình làm quá ngắn thì anh em sẽ chỉ thấy hình thức thôi, còn thực tế chi tiết thì anh em sẽ không có theo kịp. Cho nên hôm nay mình xin phép anh chị là làm cái video này hơi dài để anh chị theo dõi từng chi tiết mình làm. Thì có những cái video mình làm khá dài thì anh em góp ý là mình làm dài quá thì anh em coi mệt. Nhưng mà những cái video mình cố gắng truyền tải cho anh em xem chân thật, rõ ràng thì anh em sẽ làm dễ hơn. Cho nên hôm nay cái video này mình làm hơi dài anh chị nha. Thì anh chị thấy trước đây mình có cắt một cái cây mai hầu như là 90% rễ, tức là sát cái cổ rễ luôn anh chị, do cái củ đế nó đẹp và bộ rễ nó xấu, và ở dưới đáy thì nó thối hết, cái cây nó yếu. Thì mình vô cái đất Nhật Akadama, thì hôm nay mình cũng đã ghép siêu bông Sài Gòn là khoảng 1 năm anh chị. Thì hôm nay có anh em có coi video đó kêu mình cập nhật lại, mình lấy xoay mình quên ha. Để bữa nào mình quay lại cái cây đó cho anh em coi là nó phát triển khá là mạnh. Tuy nhiên thì cái đất Nhật Akadama thì nó mau khô, cho nên mình phải tưới nhiều. Cho nên cái sự phát triển của nó mình so sánh với cái chất trồng trấu sơ dừa thì nó không có phát triển bằng. Có thể xài đất Nhật Akadama khi cái giai đoạn mà cái cây mình đã bán thành phẩm hoặc là thành phẩm, thì mình không cần cái bộ tàn quá mạnh quá nhiều, mà chỉ cần cái độ rục rịch của nó thôi, thì có thể trồng cái đất Nhật Akadama hiệu quả hơn.
Đó là cái kinh nghiệm của mình trải nghiệm sau hơn một năm anh chị nha. Rồi, thì khi anh chị đã xử lý xong thì mình tiến hành đục những cái đầu rễ. Những cái cây mà ép chậu nhỏ như vậy anh chị, thì sau này khi mà thành phẩm thì anh chị sẽ nhóm nó lên một xíu nữa, thì nó sẽ có một cái cấp đế thứ hai, tức là cái mình thường gọi là cái rễ thứ đó anh chị. Thì những cái đầu rễ này sau nó sẽ ra 2-3 rễ nhỏ dưới. Thì khi mà những cái cây này mình nuôi thành phẩm thì mình sẽ nhóm lên nó lồi một cái cấp đế này, mình chơi cái cấp đế thứ hai nữa. Cho nên những cái cây như thế này mình làm rất là chi tiết cái bộ rễ, để sau này anh chị nhóm lên thì nó sẽ đẹp hết. Còn nếu anh chị để chồng chéo, xẻ qua xẻ lại thì sau này mình nhóm lên nó sẽ không đẹp. Và những cái mặt thẹo này nếu mà không đục tròn thì sau này nó sẽ bị mớp, khi mà nó liền á, nó nổi lên rất là xấu. Cho nên sửa từ trên xuống, ở trên ngọn cắt sửa rồi xuống tới bộ rễ, anh chị thấy cũng làm rất là hoàn chỉnh, để mục đích là sau này khi mà thành phẩm thì nó sẽ đẹp toàn diện. Còn nếu anh chị làm sơ sài cái bộ rễ thì sau này khi mà nhóm lên thì cái bộ rễ có những cái thẹo khá là xấu anh chị. Cho nên cố gắng trong cái công đoạn xử lý xong thì nên đục những cái rễ lớn, những cái rễ mà có khả năng sau này mình phơi lên trên á. Và khi mà đục thẹo về thì nó cũng sẽ kéo nhựa tốt hơn là cái vết cắt, do nó sản sinh ra nhiệt ma sát giữa cái lưỡi cưa và cái gỗ anh chị, thì nó sẽ hơi nóng. Nhưng mà tuy nhiên thì nó vẫn phát triển, mình thấy nó cũng tương đối, nhưng mà theo cái lý thuyết của thầy giảng thì nó sinh nhiệt, nó ảnh hưởng tới cái mặt cắt. Thì nếu là kỹ thì sẽ đục những cái sẹo này thì nó sẽ tốt hơn. Thì cái đó là cái lý thuyết mình học. Tuy nhiên thì mình xử lý, mình thấy cắt không gọt thì nó vẫn phát triển tương đối là mạnh anh chị. Còn những cái gì kiến thức mình đã học được thì mình nhớ những gì thì mình sẽ chia sẻ trên kênh, để anh chị nắm bắt những cái căn bản và những cái thực tế để mình làm nó tốt hơn anh chị ha. Thì khi mà anh chị đục gọt xong thì anh chị cũng sẽ cảm thấy là cái bộ rễ nó tròn trịa nè, rồi nó sạch sẽ, thì anh chị sẽ thấy nó đẹp hơn. Và khi mà vô cái cây xong thì anh chị nhớ lại cái lúc mình làm bộ rễ, ở dưới nó cũng như vậy. Thì cái kinh tế thị trường bây giờ, nếu mà mua được một cái cây chơi thì cũng tích góp tiền, rồi cái nhiều vấn đề để có một cái cây, thì vừa ngắm cây chơi vừa xử lý, thì mình cố gắng mình sửa cho nó càng kỹ thì nó càng tốt anh chị ha. Bỏ tiền ra mua cây thì mình cứ làm, vừa tập làm cho ngày càng giỏi hơn, và mình cũng làm cái cây nó đẹp hết sức có thể của mình, để sau này hoàn thiện thì mình sẽ cảm thấy rất là thích anh chị ha. Rồi, khi xử lý bộ đế xong thì nó như thế này anh chị ha. Anh chị phải xử lý đục những cái đầu rễ để sau này anh chị thành phẩm chị nhóm lên nó sẽ đẹp hơn. Chị có rễ này hơi lớn nè, đúng ra sẽ ngậm rễ này chút xuống xíu á, nhưng mà nếu làm quá thì nó sẽ tổng cây, vì cây này hoành khá là lớn anh chị ha, 6 mấy hoành. Vậy là mình tiến hành vô thôi. Rồi, chất trồng thì vẫn là trấu xơ dừa, tỷ lệ là 5:5, xơ dừa hơi nhiều hơn xíu chị ha, khoảng 5.5 á. Ở dưới lớp đáy mình lót một lớp trấu mỏng ở dưới để cho nó thoát nước tốt. Mặt nào cũng được á, cái này hai mặt luôn á.
Những cái chậu kiểu thì mình xem cái mặt tiền của chậu ở đâu để mình xoay cái mặt tiền của cây mai nó về hướng đó để cho nó đẹp anh chị ha. Và khi lên cái chậu thì anh chị sẽ cân cái cây cho nó đứng ngay ngắn thì tiến hành mình vô thì sau này nó sẽ không có bị lệch. Còn nếu anh chị cứ tập trung vô lo dòm rễ rồi thì khi mà vô xong cái cây nó bị nghiêng hay gì đó thì mình xử lý lại nó rất là cực. Cho nên cố gắng, anh chị mình cũng thường chia sẻ trên kênh là khi anh chị vô một lúc thì anh chị sẽ đi vòng vòng để anh chị ngắm, nghỉ ngơi uống một ly trà hay gì đó để cho mình ngắm lại cái dáng thế cây thì mình vô nó sẽ không có bị lệch, hoặc là nó hơi nổi hơn cái chậu, hoặc là nó hơi chìm hơn cái chậu. Thì đó là cái lúc cái cây mình lên để nó ngồi trên cái chậu ổn định thì anh chị nhớ là phải chưa vô xong thì phải đi vòng vòng xem xét lại cho kỹ rồi mới tập trung một lần sau là mình vô cho nó ổn định luôn anh chị ha. Chứ nếu mình cứ tập trung quay vần ở chỗ cái chậu lên chị vô xong thì rất là dễ bị nghiêng cây hoặc là lệch cây. Cho nên cái cách vô chậu mình có chia sẻ anh chị rất là nhiều. Trong lúc làm thì phải nghỉ ngơi chứ đừng có những cái lúc làm là tập trung làm liên tục, nhưng cũng phải có một số cái giai đoạn công đoạn mình làm phải nghỉ ngơi, không phải nghỉ là nghỉ cho khỏe không mà nghỉ để ngắm cái cây coi nó ngay ngắn hay không. Cũng như những cái anh mà quản lý anh chị, không phải anh đi vòng vòng chơi đâu, nhưng mà anh đi để anh xem xét có vấn đề gì anh sắp sửa lại. Tại sao trả lương cho cái người quản lý cao là do người ta sắp xếp được công việc trôi chảy, còn nếu không mình làm cứ tập trung làm khi mà nó sai thì nó ra rất là nhiều chuyện. Cho nên rất là cần những cái lúc mà mình đi vòng vòng anh chị ha. Thì như vậy thì anh chị cứ ém cho chặt ha, lòn kỹ trong những cái hốc ở trong này để cho nó bít, nó không bị bọng nha. Thì cái cây này mình sẽ quay nguyên một cái quy trình để nuôi cho anh chị tham khảo ha. Mình sẽ cập nhật thường xuyên cây này. Và cái cây gián đổ mình cũng vô nước dây thứ hai thì mình cũng sẽ quay chia sẻ anh chị. Hiện tại thì cái nhóm mình tiếp tục chỉnh sửa lại một số cây kiển xanh. Đây là cây sọp anh chị ha, hoành chắc khoảng 1 mét á. Vì qua mai vàng sữa thì nó chế nhiều hơn kiển xanh, cho nên cũng trở lại kiển xanh một số để lấy cái căn bản lên chị ha. Nếu không thì mình sẽ sữa mai vàng giết thì mình sẽ hơi lai á, thì nó sẽ mất đi cái căn bản. Cây này thì nó hơi dạng cây quái anh chị ha. Đây cây nguyệt quế. Cây này 50 mấy hoành. Đã vô một nhịp rồi ha. Thì trước đây mình làm nguyệt quế cũng rất là nhiều anh chị, nhưng mà do mai vàng mình làm hàng chợ đều nhiều ha, cho nên anh em lại cũng thích bên mai vàng cho nên mình ít chia sẻ bên kiển xanh. Mà kia thì em nó đang xử lý cây tán dù. Thì cái cây này mình sẽ vô cho nó tiếp trồng, nó xong thì anh chị sẽ tưới nước một lần và để sáng hôm sau anh chị tưới một lần nữa cho thiệt ướt, mục đích là xả cái nước chát của sữa dừa. Rồi thì anh chị sẽ ngưng khoảng 5 đến 7 ngày tưới Atonis để kích thích sinh trưởng và bỏ luôn, chờ tín hiệu ha. Và hàng ngày thì phun nước trên thân, phun bằng cái dồi xịt thuốc chứ không phải phun bằng cái dồi tưới đồ anh chị nha. Cho nên một ngày phun bằng cái dồi xịt thì anh chị có thể phun khoảng 5-7 lần cũng không sao, hoặc là có thể mình áo vải hay gì đó mình để lên cho nó giữ ẩm. Thì hiện tại cũng có một số cách anh em làm, mình thấy treo cái chai nước rồi quấn vải vòng vòng dạng như cái tim đèn mà dẫn nước anh chị, thì nó cấp nước cho cây cũng khá là hay ha. Anh chị nghiên cứu cái cách đó để bữa nào mình chia sẻ, hồi mình chia sẻ cái
cái cách đó cho anh chị xem ha. Sẵn mình qua đây mình quay luôn đi. Thì hiện tại mình có một cái cây nó cứ sượng sượng hoài anh chị. Thì mình đang cấp nước cho nó. Hiện tại những cái phôi anh chị thấy mình ép chậu rất là nhỏ ha. Đây một cây này mình ép chậu nè. Thì có một số anh em nói là không cân xứng, nhưng mà mình nuôi cho cây mạnh đi. Và những cây này mình nuôi ổn định mạnh rồi, thì khi mà ra 2-3 cây đọt anh chị, rễ nó bó trong đây anh chị nhổ qua cái chậu khác rất là dễ làm mà cây mình không bị đứng. Đó là cái cách mình xử lý một số cây anh chị xem. Đây cây gián bài thì mình trùm bọc để cho nó kích cái mầm nó lên nhiều hơn, lạ hơn. Thì đây là cái cách cấp nước để cho nó không mất nước anh chị. Thì đây là một cái chai nước, khoét một cái lỗ trên đây, lòn cái sợi dây dù vô để cho nó thấm nước anh chị. Nó sẽ dẫn theo cái dây dù này, anh chị cuốn thì nó sẽ dẫn nước vô đây. Ban ngày thì cái nhiệt nó mạnh á, cho nên nóng á, cho nên nó khô, chứ ban đêm thì sáng ra dài dài đây nó ướt nhẹp hết anh chị. Và cái nước này nó đã hụt rồi nè, cho nên dây dù này nó bị hơi khô ha. Đây anh chị thấy chỗ này nó còn nước nè, ướt nè cái da nè ha. Thì một số anh em lấy miếng vải á, quấn vòng thọt vô cái chai nước để cái nó thấm nước như cái tim đèn ngày xưa dẫn dầu qua để đốt anh chị. Thì nó, anh chị cuốn đây, nó dẫn nước xuống rất là hay. Thì cái cách này cấp nước cho những cái cây vô, anh chị vô nước rồi để như vậy ha, mình thấy khá là hay á. Sao vậy, rồi chưa xong hả? Rồi trở lại cây này, thì nếu mà chơi thành phẩm thì cái chậu này nó không cân xứng với cái cây anh chị nha, nó lớn hơn cái cây, cái nhỏ hơn cái cây chứ. Nhưng mà hiện tại mình nuôi nó sẽ khỏe hơn do nó ráo nước. Và anh chị sẽ nuôi 1 năm hoặc là 7-8 tháng là nó sẽ bó cứng rễ rồi, nên anh chị có thể nhổ qua thay qua cái chậu khác. Thì cái chất trồng cấu xưa dừa nó rất là nhẹ, cho nên anh chị có thể nhổ chậu nó không có động cây nhiều. Còn nếu mà có đất cát thì khi mà nhổ nó sẽ nặng á, nó nhóm cái đầu rễ cây mình sẽ yếu. Cho nên tùy theo cái chất trồng mà mình ép chậu, chứ ép chậu bằng đất cát thì mình muốn thay nó rất là nặng á, cho nên nó giãn cổ rễ anh chị nha. Thì cái cây này đúng ra là cái mặt tiền bên đây anh chị, nó có chiều sâu, nhưng mà nó lại có cái sẹo nè ha. Anh chị thấy không? Nó có chiều sâu của cây nè, nhưng mà mặt bên đây nó vẫn khéo nha. Cho nên cây này mình có thể chơi thích bên nào chơi mặt tiền cũng được. Bên đây cốt cành nó đóng thấy nó khéo hơn, nhưng mà nó hơi cộm ngay cái rễ này. Còn bên kia thì nó có cái bụng anh chị, lấy bụng ở đời ha, thì bên kia nó sẽ đẹp hơn. Cái rễ này hồi sẽ ngàm xuống luôn là nó sẽ đẹp, nó theo cái cấp đế này luôn. Thì những cái rễ nhỏ này mình không có ngàm liền, khi xử lý trồng xong thì anh chị ngàm xuống, để tránh cái tình trạng mà trong lúc làm mình sẽ quên để làm nó bị đứt cái rễ á. Cho nên những cái rễ nào mà dễ làm thì anh chị sẽ để vô trồng xong rồi mới vô. Thì đây có cái rễ này hơi treo, thì mình vô và mình sẽ thêm ít chất trồng ở đây để mồi cho cái rễ này, sau này nó ra cái rễ lông xuống thì nó sẽ cân đối với cây. Rồi như vậy là đã vô xong anh chị ha, tưới ướt đẫm 1 lần và ngày hôm sau tiếp tục tưới 1 lần nữa để xả cái chất chát của sơ dừa ra.
và ngưng lưu khoảng 5 đến 7 ngày tưới Atonis để kích thích sinh trưởng. Hằng ngày thì mình chỉ phun nước mát trên đây, phun cho cái cây nó mát. Phun bằng cái vòi phun thuốc chứ không có phun cái vòi tưới nước anh chị nha. Phun nước mát cho nó mát cái thân. Thì 5 đến 7 ngày sau tưới Atonis kích thích sinh trưởng chỉ một lần duy nhất. Rồi chờ tín hiệu nó lên như thế nào, nó búng tược nó lên như thế nào rồi mình tưới tiếp. Còn mình chỉ giữ ẩm cho nó, có thể lấy áo thun đậy cho nó mát hay gì đó. Từ từ thì cái cây mình nó sẽ không có bị úng nước, thì cái cây nó phát triển nó lên cơi 1, cơi 2 nó không bị đen đọt. Mình dìu tiếp. Rồi đơn giản chỉ ép chậu và vô dưỡng cái cây ban đầu mình chia sẻ anh chị ha. Thì mình sẽ quay tiếp cho những gì làm tiếp theo để chia sẻ anh chị cả một cái quy trình. Mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xem kênh thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha, để mình có động lực mình làm những cái video tiếp theo chia sẻ cô chú anh chị ha. Rồi xin chào cô chú anh chị nha. Chào.